Xin chào các bạn, thì với phong cảnh đa dạng từ các rặng núi nhỏ, núi lửa và mạch lửa đang phun hơi, sông băng lạnh giá và các đồi cỏ xanh mát, thì New Zealand nổi tiếng trên thế giới vì có cảnh đẹp như là tranh. Ngoài ra thì New Zealand còn có hệ thống giáo dục xếp thứ hạng cao trên thế giới, với đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp đến các thiết bị tiên tiến. New Zealand thì đang dần trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về giáo dục đại học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu về trường trung học Pilker. Thì Pilker High School là một trường trung học công lập dành cho các bạn nữ sinh và nam sinh từ lớp 9 cho đến lớp 13, tức là từ 13 cho đến 18 tuổi. Và trường thì nằm ở thành phố Pilker, trong đó dân số là khoảng 27.000 người và cách phía nam của thành phố Auckland là 50 km, và chỉ mất khoảng 45 phút để lái xe từ sân bay quốc tế Auckland để đến trường. Và Pilker thì cung cấp cho học sinh một kinh nghiệm học tập đầy đủ, một cam kết tiêu chuẩn học thuật cao và kiểm tra thì thành công, một môi trường học tập an toàn cũng như là sẽ dễ dàng đậu vào các trường đại học lớn và những học viện bách khoa. Còn bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có cơ hội để tham gia một loạt các hoạt động văn hóa và thể thao của trường. Về trách nhiệm của nhà trường thì nhà trường sẽ cam kết cung cấp cho các bạn học sinh một khóa học giúp họ đạt được kết quả giáo dục mà họ yêu cầu, cũng như là hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh nếu điều này là thật sự cần thiết. Và hỗ trợ hướng dẫn từ nhân viên tư vấn sẽ được đào tạo một cách rất là chuyên nghiệp, cũng như là sự thân thiện, thoải mái về nơi ăn, nghỉ với những gia đình người bản xứ. Bên cạnh đó thì trường sẽ báo cáo về các quá trình học tập, thông tin cho các gia đình và những người có trách nhiệm liên quan đến bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Và hỗ trợ dành cho các bạn học sinh là các bạn sẽ được khuyến khích suy nghĩ về việc lựa chọn nghề nghiệp trong cái thời gian mà bạn học trung học ở đây. Tập trung vào cái giáo dục nghề nghiệp thông qua các khóa học chuyên môn như là sự tiến bộ của từng bạn học sinh. Và thông qua bộ phận hỗ trợ học sinh thì các bạn sẽ được tiếp cận với lại tư vấn nghề nghiệp và thông tin nghề nghiệp thông qua các tài liệu in ứng và trên mạng để truy cập vào các cơ sở dữ liệu nghề nghiệp. Những bậc phụ huynh cũng có thể đặt vào các cuộc hẹn với lại nhân viên hỗ trợ học sinh và tham dự với con em của mình để hỗ trợ cái quá trình để tìm ra được cái hướng đi nào trong tương lai. Và trường thì sẽ bố trí homestay và theo dõi rất là cẩn thận. Và bên cạnh đó thì trường còn cung cấp hỗ trợ tiếng Anh đối với lại chương trình AL. Về chương trình đào tạo thì trường có các lớp nghệ thuật thì là mỹ thuật, kịch, âm nhạc. Về tiếng Anh thì có lớp 9, lớp 10, cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Bên cạnh đó thì có nghiên cứu truyền thông, chứng chỉ IELTS là tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác. Hay là toán học thì có sẽ hỗ trợ toán học, toán năm lớp 9, 10, 11, 12, có tính toán năm 13 và thống kê năm 13. Còn về ngôn ngữ học thì các bạn học sinh giao tiếp thêm một ngôn ngữ nữa để có thể phát triển năng lực và khám phá ra những cái nhìn khác nhau về ngôn ngữ trong mối quan hệ của mình. Còn khoa học thì có khoa học tổng hợp và sinh học, điện tử 12, hóa học và vật lý. Khoa học xã hội thì có kế toán, nghiên cứu cổ điển, nghiên cứu doanh nghiệp Y10, kinh tế, địa lý, lịch sử, quản trị, nghiên cứu pháp luật, nghiên cứu khoa học xã hội, nghiên cứu trẻ em, Tia Mori, nghiên cứu người lớn. Về công nghệ thì có công nghệ kỹ thuật số, thực phẩm, may mặc và công nghệ. Về thời gian học thì trường có các khóa khai giảng là vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Cần để tìm hiểu thêm thông tin về cái chi tiết như thế nào, cũng như là hồ sơ ra sao và xin visa du học New Zealand thế nào, các bạn cũng có thể liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoài du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Thiên Phúc, vừa nhận được visa du học New Zealand. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nhé. Chào Phúc. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trần Thiên Phúc. Mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hansen. Mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình vừa mới nhận được visa của bên New Zealand. Và mình sẽ đi New Zealand trong tháng 9 này. Mình có sở thích cá nhân là xem phim, chơi game, nghe nhạc, thỉnh thoảng mình cũng đi đá banh với các bạn. Dạ, thì qua bên New Zealand mình sẽ học trường gì bên đó em ha? Em sẽ học trường Media Design School. Trường này chuyên về 3D, thiết kế đồ họa và nói chung là những cái mảng về art. Em sẽ chọn học ngành về ngành thiết kế 3D. Vậy là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy em chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch học tập của em á, khi mà học ở sông ở New Zealand thì như thế nào? Trước hết thì cho em chưa đủ điểm IELTS cho nên em sẽ học tại một trường Anh văn trước khi em học chuyên ngành tại trường.
Về học Anh văn thì em sẽ học ở đó 3 tháng. Sau đó em sẽ chuyển tiếp vô học tại chuyên ngành của trường 3 năm. À, lúc nãy em có giới thiệu là em sẽ nhập học vào tháng 9 này. Dạ. Thì không biết là mình đã chuẩn bị hành lý của mình tới đâu rồi? Thì em cũng chuẩn bị những vật dụng cơ bản của em. Và em cũng mang thêm nhiều bút chì ngồi, giấy A4. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Ban đầu thì chị Huệ đưa em một list rất là dài, em cảm thấy khá vân vân. Nhưng mà sau đó em chia nó ra xong rồi em đi nộp nó theo từng phần thì em thấy cũng không có nhiều lắm. Cũng là những giấy tờ cơ bản cần thiết để đi du học. Chị Huệ rất là nhiệt tình, chị hay chị hãy hối em làm nhanh để kịp tiến độ chứ không có để dây dưa. Tại vì em còn nhiều việc khác cho nên em chỉ có thể rảnh vào cuối tuần. Cho nên việc làm giấy tờ cũng mất em khá nhiều thời gian. Em thấy các anh chị rất là thoải mái, cởi mở, vui vẻ. Vậy là cái dự định của em sau khi học xong tại New Zealand thì như thế nào? Dự định là sẽ trở về đây để làm việc. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phúc trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ đạt được những cái ước mơ trong tương lai của mình. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.